Xin chào các đồng chí. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với bài số 4 về hướng dẫn soạn giáo án e-learning trên phần mềm Adobe Presenter 10 được cài trên Firefox 2016. Nếu mà hiện tại là Adobe Presenter có phiên bản 11 nhưng mà cài với 2000 bản Firefox 2016, nó độ tương thích của nó chưa được cao lắm, nó thường hay xảy ra lỗi. Nên là tôi hướng dẫn các đồng chí bản 10. Bản 10 thì nó cũng không có một cũng không có gì khác lắm so với bản 11. Tuy nhiên cái bản 11 nó chưa được ổn định, đặc biệt hay bị lỗi về cái plugin. Ở đây tôi đã tạo một file Pyvoi mới và được new với tên là bài số 4. Ở các bài trước tôi đã hướng dẫn các đồng chí các dạng bài tập, cũng như các phương pháp để soạn một cái giáo án e-learning. Cái quyết định của một thành công của một cái giáo án e-learning chính là chúng ta phải hiểu rõ được các cái dạng bài tập, bởi vì không có học sinh. Học sinh ở đây chính là các câu hỏi, bởi vì chúng ta không thể hỏi rằng học sinh mà nếu chúng ta không bạn không có cái hệ thống câu hỏi, hệ thống bài tập, phải nhỉ? Giờ chúng ta không thể hỏi là các em hãy quan sát tranh hình 1, hình 2 sách giáo khoa, bởi vì là học sinh không có mặt mà chúng ta cũng không kiểm soát được học sinh có quan sát hay không. Ở đây giáo án e-learning học sinh có thể bất kỳ học ở đâu, có thể học sinh đang ngồi trên tàu hỏa, học sinh học qua điện thoại chẳng hạn. Thì chúng ta không thể, học sinh không thể có sách để quan sát, mà có đi chăng nữa chúng ta cũng không thể kiểm soát được. Vậy thì học sinh của chúng ta chính là các cái dạng câu hỏi, đúng nhỉ? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái manager, hoặc là chúng ta vào vào cái manager này, hoặc là cái edit quiz này cũng được, vào cái manager đi. Thì nó sinh ra cái mặc định của nó là một cái này, chúng ta có thể sửa cái này đi. Đây là ví dụ, đây là tôi không nói về phần bài cũ nữa, tôi nói luôn phần bài mới luôn, đúng nhỉ? Thì giả dụ tôi nói đây là cái hoạt động số 2, hoạt động 2 chẳng hạn. Hoạt động 2 trong phần bài mới chẳng hạn như thế. Ở đây là câu hỏi chúng ta đang trong phần kiểm tra, đang trong phần bài mới, nên là chúng ta các cái câu hỏi đưa ra chúng ta chỉ cần hỏi học sinh và học sinh trả lời là học sinh chỉ cần trả lời và đáp án là đúng hay sai, học sinh biết ngay, đúng không nhỉ? Không cần phải cái bảng thống kê điểm nữa, vì vậy chúng ta bỏ cái tích này đi, tức là không hiện cái điểm tích này đi, đúng không? Không không hiện cái bảng điểm này đi. Rồi xong ta nhấn OK. Giờ ta thêm vào phần thêm câu hỏi. Thì ở đây nó có rất nhiều dạng câu hỏi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dạng câu hỏi. Ở giờ trước tôi đã hướng dẫn các đồng chí 7 dạng rồi, đúng nhỉ? Còn hai cái dạng cuối cùng này là dạng thứ 8, tức là cái câu hỏi có dạng điểm nóng rồi nhỉ. Và câu hỏi thứ 9 là dạng kéo thả. Bây giờ tôi sẽ đi vào từng dạng một. Còn những cái dạng trên tôi đã hướng dẫn các đồng chí rồi, đúng nhỉ? Bây giờ dạng thứ nhất là điểm nóng. Cái tức là tạo ra các cái điểm. Ví dụ như sau, các đồng chí chọn, sau đó chọn vào cái tạo câu hỏi này. Rồi, một cái bảng thông báo lên. Thì ở đây này, tùy theo cái nội dung của chúng ta chỉ hiểu được cái ý, cái cách, cái dạng bài tập này, còn nó chúng ta vận dụng vào cái nội dung, nó tùy thuộc vào cái bài học của chúng ta. Ở đây tôi lấy một cái ví dụ đơn giản nhất, ví dụ như về giao thông đi, hoặc là đây, đúng rồi, tôi hỏi là biển báo nào là biển
cấm đi ngược chiều chẳng hạn. Ví dụ thế. Thì trong đây là tôi nói về cái giao thông, còn có thể trong hình của đồng chí là người ta, các đồng chí có hỏi hình nào là hình đúng, hình nào là hình sai vân vân, nó tùy theo cái nội dung này nó rất là nhiều. Ở đây tôi định đưa ra 6 cái biện. Đúng nhỉ? Vì vậy nên tôi phải cho 6 cái điểm. Ở đây mặc định nó có sẵn một cái điểm rồi. Cái điểm này chúng ta có thể là cho là cái biển đúng đi. Đúng. Giờ muốn tạo thêm, chúng ta dự định chúng ta bức tranh của chúng ta có 6 biển thì chúng ta tạo thêm 6 cái điểm. Thì cái này là biển sai. Không chỉ sửa được mà không sửa được. Sai đúng nhỉ? Thì cái nào đúng các đồng chí tích vào đúng. Cái nào đúng các đồng chí thích, giả dụ cái nào, ví dụ có thể là có nhiều cái đúng tùy theo cái dạng bài tập của chúng ta, có nhiều cái đúng nhưng mà đây tôi chỉ có một biển đúng thôi, thì tôi chọn là đúng, là một cái đúng. Giờ tôi cho số lần làm là nên làm bằng đúng, đúng hết, tức là làm bằng đúng thì mới chuyển sang câu khác, người ta tích vào đây, còn nếu không ta cho làm mấy lần thì ta cho tích vào đây. Tôi cho làm 3 lần. Sau lần thứ ba không đúng là nó sẽ next slide khác, đúng không nhỉ? Và cái ông chí lưu ý tích vào cái chỗ này để nó hiện lên cái báo cho học sinh là chưa đúng, làm lại, đúng không nhỉ? Rồi, ok, chỉ thế thôi. Ừ. Vậy và tạo nhấn ok luôn. Ta chỉ cần tạo ra cái điểm đấy là được, nhấn ok. Đấy, và nó tạo cho chúng ta 6 cái điểm. Đấy, cái chữ này thì chúng ta gõ lúc nào cũng được, gõ trên PowerPoint chúng ta gõ lúc nào cũng được. Có thể là chúng ta gõ sau hoặc gõ. Bây giờ chúng ta hãy cho cái này nó bé lại. Cho nó bé nó lại. Đúng nhỉ? Cho bé lại, bé đều lại. Đấy, ok. Thì cái này cái đúng, cái nào đúng thì nó màu xanh, còn cái nào không đúng nó màu đỏ, đúng nhỉ? Bây giờ ta sẽ chèn vào cái biển báo giao thông vào. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái biển rồi, một các cái biển báo giao thông rồi. Bây giờ cái này nó đang nằm ở trên thì ta sẽ send to back cho nó xuống dưới để cho nó đổi các cái điểm chúng ta nên. Đây, câu hỏi của chúng ta là biển nào là biển cấm đi ngược chiều, đúng nhỉ? Vậy thì cái biển cấm đi ngược chiều chính là cái biển này, vậy thì ta sẽ phải cho cái cái ta phải đặt cái đúng vào đây, vào cái biển đấy, còn lại là sai hết đúng không? Còn lại là sai hết. Sai hết thì ta sẽ đặt hết vào cái điểm sai này, đúng không nhỉ? Ta đặt hết vào cái điểm sai này. Đấy, còn lại là sai hết đúng không? Chỉ có một biển cấm đi ngược chiều thôi, còn lại là những biển khác.
Đấy, rồi đặt ví dụ thế các đồng chí chỉnh cho nó cân đối lại. Giờ ta chạy thử vào cái preview này. Ở đây giả dụ như học sinh chọn tích vào đây, biển nào là biển cấm đi ngược chiều, giả dụ như học sinh chọn biển này, ấn vào sai rồi thử lại đúng không. Ở đây tôi chưa Việt hóa đâm là nó đấy, xóa đi, chọn lại biển này đúng không, đúng rồi đúng không, báo màu xanh. Ở đây tôi Việt hóa đi cho các đồng chí xem cho nó dễ. Ở đây tôi chưa Việt hóa nên là nó vào cái nhãn này. Chỗ này tôi sẽ cho là kiểm tra đi. Kiểm tra kết quả đấy. Chỗ này đi là xóa. Xóa chọn lại. Chỗ này là tạm thời tôi cho nhanh cho nó ghi là đúng này. Chỗ này tôi cho là gì? Sai đi. Chỗ này tôi ghi là chưa đúng. Thử lại hay là làm lại. Cái này thì là hoàn thành mới tiếp tục đúng nhỉ? Tôi làm cho nhanh thôi. Em phải hoàn thành câu hỏi này mới được tiếp tục. Rồi ok. Giờ tôi chạy lại. Ở đây giả dụ học sinh chọn đây, ấn nút kiểm tra chưa đúng, làm lại đúng không, xóa đi chọn lại chưa đúng, làm lại chọn đúng này, đúng rồi đúng không. Đây là dạng bài tập các đồng chí có thể thiên biến vạn hóa đi, là những cái ở đây tôi lấy biển giao thông, còn ông có chí có thể là trong bài học của ông chí là những hỏi về những bức tranh, ví dụ như là hình ảnh nào là con gà, hình ảnh nào là con thỏ vân vân, hay đại loại thế, ví dụ thế, hay là tùy theo cái nội dung bức tranh của đồng chí để các đồng chí tùy theo nội dung bức tranh để chúng ta thiết kế sao cho nó. Giờ tôi sang cái dạng câu hỏi thứ hai, thứ 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 tám, thứ chín. Ta vào phần câu hỏi. Đấy là tại dạng thứ 8 là câu hỏi điểm nóng luôn nhỉ. Dạng thứ 9 là dạng câu hỏi kéo thả. Thực ra nó câu hỏi thứ 9 này nó cũng gần giống với câu hỏi thứ 5 này. Là về nối, cái này nối còn cái này là kéo thả gần giống. Có nghĩa là có dạng nó. Ở đây nó có hai dạng, nó một là cho phép chúng ta tạo text, hai là tạo image phải nhỉ. Là tạo text, đầu tiên tôi hướng dẫn các bạn tạo text trước. Tức là những câu hỏi có dạng kéo thả, dạng chữ đấy. Các đồng chí vào cái phần text này. Add text ra này phải nhỉ. Ở đây tôi lấy một cái ví dụ đơn giản nhất. Ví dụ như tôi lấy câu rắn là nòi. Còn bên này câu nào đi với câu nào thì các đồng chí phải làm luôn đúng nhỉ. Ví dụ câu rắn là nòi thì bên đây, ở đây nó có hai cột, là cái cột bên tay trái là đối tượng dùng để kéo, ở đây đối tượng dùng để kéo, còn cột bên tay phải là đối tượng dùng để thả, tức là cái kéo sẽ thả vào cái thả này đúng nhỉ. Ở đây là cái này là cái thả, thì ở đây tôi ghi cái thả nào. Rắn là nòi,
bò sát thôi nhỉ, không chân, đúng không? Tương tự thế, tôi thêm tiếp một cái nội dung kéo nữa, ví dụ như bố em là, bên này tôi ghi là công nhân, tương tự thế tôi thêm một cái đối tượng nữa, mẹ em là giáo viên chẳng hạn, hay là mẹ em là, thì có khi là bố em là giáo viên, mẹ em là công nhân cũng có, đúng không? Ở đây tôi cho cái ví dụ khác đi, ví dụ như 3 cộng với 6, ở bên này tôi cho là bằng 9. Đấy, thì ở đây những đối tượng nào đi với đối tượng nào thì nó có sẵn đây rồi, đúng nhỉ? Đúng không? Chúng ta không cần phải gì nữa, chúng ta không phải ghép đúng nữa. Bước tiếp theo, chúng ta nhấn vào cái nút này để sắp xếp, để sắp xếp, nhấn vào cái nút ở dưới này để sắp xếp nó. Ở trên đây nó hiện ra một cái bảng này, chúng ta sắp xếp các đối tượng này. Ví dụ những cái đúng là nó sẽ đi với nhau rồi, đúng không nhỉ? Đây chúng ta chỉ sắp xếp đảo đi để đánh lừa học sinh thôi. Còn về nguyên tắc là rắn là nòi bò sát không chân rồi, đúng không? Thì giờ ta sẽ cho xuống dưới này chẳng hạn, để ta đảo vị trí đi. Nha. Đấy. Giờ hoặc là đây, ta cho cái này xuống đây. Chân ta đảo đi. Tức ở đây ta sắp xếp như thế nào thì ở trên cái trang Pivoy của chúng ta nó sẽ hiện như thế. Tức là ta sắp đây, đây chính là ta sắp xếp cho nó. Ở đây ta sắp nó như thế nào thì ở dưới trang Pivoy, xa thì là nó xa và nó gần thì là nó gần, đúng không nhỉ? Còn những cái thằng nào đi với thằng nào thì nó ở cái phần trước chúng ta đã làm đúng rồi, đúng không nhỉ? Đúng không? Chúng ta không phải khớp lại nữa, không phải khớp lại giống như cái kiểu nối cột A với cột B ở cái dạng bài tập mà nối đấy, đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta, bởi vì lúc nãy chúng ta đã gõ là rắn là loài bò sát không chân rồi, đúng không? Rắn là loài bò rồi, đúng không? Sát không chân rồi. À, đấy là tôi đọc hơi gì một tí, đúng không nhỉ? Thì chúng ta không cần phải cho cái thằng này vào với cái thằng này nữa, đúng không nhỉ? Chúng ta đảo nó đi. Để cho, đấy, sau đó ta nhấn ô gì? Ok. Giờ ta cũng cho làm nhiều lần đi. Ta sửa lại, ta cho làm 3 lần hay 4 lần đi. Ồ, cho nó hiện cái bảng thông báo lên nhé. Ta đánh dấu tích vào đây để nó hiện cái bảng thông báo lên. Nhấn OK. Nhấn OK. Và trên đây giờ nó cho chúng ta đây. Chúng ta vừa sắp xếp như thế nào thì giờ trên Pivoy nó sắp xếp như thế, đúng không? Bây giờ chúng ta chạy thử. Ở đây tôi bỏ qua bài tập phần này đi, tôi cho next luôn, đúng không? Ở đây thì bây giờ học sinh sẽ kéo cái nào xếp vào cái nào, dĩ nhiên là cái số cái này xếp vào đây thì học sinh phải khớp vào đây, đúng không nhỉ? Đấy, khớp vào đây, khớp vào đấy, xong nhấn nút kiểm tra. Rồi, đúng rồi, đúng không? Ví dụ như học sinh làm sai chẳng hạn. Ở đây người ta vừa làm đúng rồi nên là nó chắc là làm lại nó sẽ, thì nó sẽ báo đúng rồi, đúng không? Bởi vì lúc nãy ta đã làm rồi, đúng không nhỉ? Đấy là loại kéo thả. Tiếp tục vẫn là loại kéo thả, nhưng mà tôi đi vào dạng, tôi tiếp tục thêm câu hỏi này đi. Dạng hình ảnh email nhỉ. Lúc nãy là ta vào text, đúng không?
Nên ta vào cái text này. Bây giờ ta vào dạng email, ta vào đây. À, ở đây tôi phải chuẩn bị, quên mất, tôi chuẩn bị phải chuẩn bị trước mấy cái ảnh nữa. Ở đây tôi chuẩn bị mấy cái ảnh, tôi kiếm một cái ảnh nào đó tôi kiếm xem có cái ảnh nào không. Có cái ảnh nào nó ví dụ lấy một cái ví dụ lấy một cái ảnh nào đó chẳng hạn, ở đây lấy một cái ảnh này chẳng hạn. Giờ ta có thể dùng Photoshop ta cắt, hoặc là ta dùng ở đây đáng lẽ tôi dùng cái công cụ này tôi chụp thì nó nhanh hơn, nhưng mà vì tôi đang ghi hình cái phần mềm này dùng để chụp ảnh màn hình, nhưng mà vì tôi đang ghi là hình nó nên là không chụp được, không vừa quay vừa chụp được. Thì tạm thời tôi lấy một cái tôi cắt trên Photoshop, cắt Photoshop hơi nâu tí nhỉ. Rồi cắt trên Photoshop, giả dụ như tôi cắt một cái hình này đi. Nói chung là cái hình nào cũng được, chúng ta chỉ cần lấy một cái hình con thôi, không cần phải to. Tôi làm nhanh nhé. Đây là hình 1 đi. À, to thế nhỉ. Hình này nó hơi to tí. Rồi, mấy cái hình vừa nãy. Ở đây tôi tạm thời lấy mấy cái hình con này, hả nhỉ? Tạm thời lấy mấy cái hình này thôi. Đấy, để cho nó nhanh tôi lấy mấy cái hình đấy. Ở đây tôi tiếp tục vào đây, tôi chọn tiếp tục dạng câu hỏi kéo thả. Thì thay vì lúc nãy thì chúng ta vào text, thì giờ ta sẽ vào email này, thêm cái ảnh hình ảnh kéo đúng nhỉ. Ở đây bài số 4 tôi chuẩn bị mấy cái hình này. Tương tự thế ở bên đối tượng kéo, còn bên đối tượng thả tôi lại gì, hình nào nó đi với hình nào thì chúng ta ấn vào đây là tự khắc nó đã nối rồi đúng không nhỉ, tức là tự khắc nó đã mặc nhiên là hai cái hình đấy phải 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 kéo với nhau thì mới đúng được, đúng không. Tương tự thế ta hình thả, tức là nó không như là cái nối kia, cái nối là hình nào đi với hình nào thì tức là cái nối cột A cột B đấy, hình nào đi hình nào chúng ta phải kéo cho nó đúng, tức là kéo trước. Ở đây thực ra chúng ta cũng kéo trước, tức là bây giờ ta phải hiểu nôm na là cái hình cấm đi ngược chiều đi với hình cấm xe đạp đúng không nhỉ, và hình cấm đi bộ so với hình cấm rẽ phải rồi đúng không, bốn cái hình này nó đi với nhau rồi, tức là hình này đi với hình này đi với hình này rồi, không mặc nhiên nó như thế rồi. Bây giờ chúng ta sang đây chúng ta chỉ sắp xếp lại thôi, ấn vào cái nút này. Đấy, chúng ta sắp xếp lại cho trên PyVoice của nó. Ở đây chúng ta thừa biết là mặc nhiên là lúc nãy là hình hình cấm đi cái hình hình này đi với hình này rồi đúng không, và hình này đi hình này rồi. Bây giờ ta đảo vị trí đi cho nó xuống dưới này đấy, đúng nhỉ, để cho học sinh tí học sinh phải ghép được cái hình này với cái hình này thì nó mới đúng được, đúng không. Ở đây chúng ta trình bày như nào thì trên PyVoice nó sẽ có một cái trang như thế. Đấy, sau đó ta nhấn OK. Bây giờ ta sẽ nhấn tiếp OK.
Đấy, mặc định là nó cho chúng ta hình như này đúng không? Bây giờ chúng ta thử xem chiếu để xem lại, để xem. Giờ ta next qua này đi nhá. Ở đây. Bây giờ cái này là cái cột kéo. Cái cột kéo này. Đây là hình kéo, còn hình này là hình thả vào đúng không? Thì cái hình thả vào đấy nó chỉ nằm yên một chỗ thôi. Hình kéo thì lúc nãy ta biết thừa là cái hình này phải kéo vào một cái hình này đúng không? Đấy, và cái hình này phải kéo vào một cái hình này thì ta nhấn. Đúng không nhỉ? Đấy, ta kéo cái này vào cái này. Hình này và hình này. Ta kiểm tra. Đấy, đúng rồi, đúng không? Đấy chính là cái kiểu kéo thả. Hoặc là bây giờ tôi hướng dẫn các đồng chí thêm nữa là gì? Lúc nãy là tôi hướng dẫn các đồng chí kéo chữ text với text, hình ảnh với hình ảnh, nhưng mà bây giờ là ta lại kéo hình ảnh với, hay là kéo text với lại không với text mà nó với một cái hình trắng. Ví dụ ở đây là hay là hình ảnh với, tùy tùy theo chúng ta. Có thể là bên này là chữ. Ví dụ như tùy theo cái bài tập mà chúng ta ghép hình với chữ đấy. Ví dụ như còn bên này là chữ này, còn chữ gì thì còn bên này là ta có thể thêm hình hoặc là thêm một cái ô trống vào để ta ghép hình với một cái ô trống nào đó, đúng không? Ví dụ ở đây này, hình tức là chữ với hình, chữ với chữ, chữ với ô trống. Đấy, chúng ta tùy theo. Đấy, bên đây là đấy là cái đấy, bây giờ ta lại thêm chữ nữa này. Chữ hai đúng không nhỉ? Chữ ở đây là nội dung chúng ta muốn gõ gì gõ nhé. Bên này ta lại cho một cái ô trống nữa. Đấy. Giờ ta nhấn ok. Đây. Vậy ta có chữ chữ với hai cái ô trống. Đúng không nhỉ? Ừ. Nhấn ok. Đến ok. Đấy thì nó sinh ra cho chúng ta một cái ô trống này, thì nó nằm ở đây, chúng ta hơi khó quan sát đúng không? Ừ, cái ô trống này nó giờ ta chạy thử nhá. Cái ô trống đó ta có thể cho một cái bức tranh, ta chèn một bức tranh vào đấy. Giờ ta bỏ qua này đi nhá. Bỏ qua luôn. Đấy, bây giờ ta vào cái phần ô trống này đúng không? Thì cái ô trống ở bên này là nó không có gì cả. Thì ta có thể chèn vào bức tranh ở đây cũng được. Bây giờ ta sẽ kéo. Đấy. Cái ô trống mà ta vừa đặt ở đây này, ta kiểm tra này. Sai rồi, đúng không? Vậy thì giờ ta kéo lại. Ở đây ta cho phép làm một lần thôi, nên là nó không không làm tiếp được đúng không? Đấy. Đấy là cách. Giờ ta edit lại cái này đi. Cái ô trống này. Ô trống này nó lại không hiện lên ở đây đúng không? Nó rất khó cho chúng ta. Cái ô trống này kể ta ép nó vào một cái, ta đưa nó vào một cái tranh, ta insert nó vào một cái tranh chẳng hạn, hoặc là chữ với tranh cho nó dễ đúng không nhỉ? Ô trống này nó cũng có mục đích đấy, nhưng mà cái đầu bây giờ ta lại lần ta lại ép cái bức tranh vào đây chẳng hạn. Đấy, ta lại ép cái bức tranh này vào đây đúng không? Lại thêm cái bức tranh này vào đây chẳng hạn. Đấy, nó giữ khoảng cách đúng không nhỉ? Đấy. Và review xem thử.
Ở đây ta sẽ kéo vào đây đúng không? Ta thả vào đây. Sai đúng không? Đấy. Ở đây mình làm con một lần này. Hoặc là ta thay đổi lại. Ta không cho cái bức, ta cho cái chữ này với lại không cho, xóa đi. Ta cho nó hình ảnh vào đây được. Để cho nó dễ nhìn. Chữ tức là chữ với hình. Cái này ta remove nó đi. Tức là để xóa nó đi để ta cho cái hình nó vào đây. Chữ với hình đúng không? Đấy, vậy là ta đã có chữ với hình rồi đúng không? Bây giờ nó dễ rồi đúng không? Đấy. Ta nhấn OK. Ta cho phép làm mấy lần? Ta cho phép làm 2 3 lần đi. 2 lần, 3 lần. Có hai hình chắc làm 2 lần thôi đúng không? Rồi. Ta xóa hai hình cũ đi nhá. Cái hình mà ta vừa ấy chèn vào này. Đấy thì nó dễ hơn. Bây giờ ta bỏ qua này đi. Đây đúng không? Vậy là chữ với gì? Với hình này. Chữ với hình này. Đúng rồi. Đúng nhỉ? Thì nó dễ hơn. Đấy. Vậy là hôm nay tôi cung cấp các đồng chí thêm hai cái dạng nữa. Và đây tôi nói thêm một cái phần này nữa. Ở trong cái phần chúng ta thu âm. Giả dụ ở đây chúng ta thu âm, giờ giả dụ tôi muốn thu thu âm một cái đoạn là gì, xin chào các em chẳng hạn. Đấy, ta thu âm ở trong cái phần thu âm này. Ở đây cái trang này tôi không có cái slide nào nên là nó không có cái hiệu ứng nào đúng không? Chúng ta có thể ghi vào đây. Ta đã ấn vào cái dấu, vào cái biểu tượng này để ta ghi thêm vào đây. Ví dụ như tôi muốn ghi một cái, tôi muốn nói một cái câu nào đó nhưng mà tôi hay bị quên, tôi ghi trước vào đây, tôi ghi nháp vào đây để tôi nhìn thôi. Ví dụ tôi muốn nói là câu xin chào các em chẳng hạn nhé, vân vân đại loại thế. Thì chúng ta khi chúng ta thu âm thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta nói thì nó dễ hơn đúng nhỉ, bởi vì không cái nếu chúng ta không in ra tờ giấy trước thì chúng ta sẽ nói nó sẽ bị vấp đúng nhỉ. Thì ta vừa thu vừa nói là xin chào các em, thầy xin tự giới thiệu hạn như này vân vân. Đấy, xong rồi OK nhấn save lại đúng nhỉ, đóng lại rồi. Đấy là toàn bộ nội dung hôm nay tôi hướng dẫn các đồng chí về hai dạng bài tập nữa, đó là bài tập điểm nóng, tạo cái điểm nóng, tạo cái điểm đúng điểm đấy. Thứ hai là dạng bài tập kéo thả, dạng text và dạng hình ảnh, hoặc là hình ảnh chữ, chữ hình ảnh vân vân. Rồi cuối cùng chúc các đồng chí thành công, hẹn các đồng chí ở bài số 5.